Ok, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay lâu lắm mà mình mới cầm lại máy giờ cái tay mình bữa giờ vì tật á. Tấu là mỏi tay vậy nè. Ý là nó công chuyện nhiều quá nên mình không có cầm máy được. Thì sáng hôm nay là mình có cầm máy. Mình có ghé quán cà phê mới của ông anh đó anh em mình uống cà phê. Nhưng mà các bạn biết rồi, một khi thay địa điểm, thay đâu địa điểm là nó có chuyện. Thì sáng nay mình ngồi bàn những bình là đồ mà như hổ mọc thêm cánh anh em à. Má giờ mình đang chờ anh Quốc thì giờ nghiêm túc nè. Anh em tụi mình sẽ cố gắng cho anh Quốc với anh Hân một trận nhà hồi xưa. Giờ anh em tụi mình đọc comment là thấy anh em là muốn cái điều đó lắm. Nhưng mà ngày hôm nay anh em tụi mình sẽ làm cho ra ngô ra khoi mà mình cầm máy anh em biết rồi. Nam gà máy cũng bị bỏ đó. Chết mẹ không? Mấy mình nói vậy là không có máy quay luôn á. Thôi thì cái đụng mẹ chó đụng mẹ. Đây mà tết đây mà căng máy chở đi nữa thôi tôi nói rồi. Đi hết mà liền. Bạn Thi nó hứa tết đi chở tao rồi. Đâu nó đi em. Đụ mày tụi mày mà đừng mất dây. Nó kêu đi em vậy. Mày đâu qua mặt tao mày. À nó bữa giờ em nói đi nào. Giờ mày có tròn nữa không hay mày coi. Nó kêu tấu là nó không đi em à, gửi giờ chứ anh biết sao vậy. Mới hôm bữa tao thấy nó đi mua dép rồi mà. À em chở đi mua cho nó, bữa giờ mua cho nó hai bộ đồ, hai áo, hai dép. Nữa đồ mẹ mày. Chỗ nó ôm em mà nó mừng. Cái trình của tao không mua thôi, cái trình mày mua gì? Có đâu. Tao mới lãnh lương nè, thưởng được 3 triệu nữa. 9 triệu. 3 triệu vậy, em mua nó cái hai đầu giày với cái áo với quần hết 5 triệu bạc. Rồi mà lấy tiền mà đè tao mày. Bây giờ tối nay em dẫn nó đi, cho nó đi siêu thị tiếp nữa nè, em còn mấy triệu rồi, tối nay em dẫn đi. Mày kêu anh em rồi, bây giờ mà lấy tiền mà đưa nó mày. Sao? Ê! Ê! Vô. Đi! Nè! Lên làm gì vậy? Ủa cho tết tư không cho uống cà phê nè. Ở dưới đây đường viết đi. Ngồi đó hả? Thôi giờ anh nghe bài lên thiên đàng chưa? Lên thiên đàng ở thiên đàng em. Lên thiên đàng lên. Quán cho ống mấy mày. Ui dồi thủ khẩu. Đen quá. Giờ dết chơi. Ngồi mấy mày. Mà sao này có tiền cũng vừa ngon mày. Tao nhớ mới thằng có tiền của tết này của mày đó. Đưa uống miếng coi. Anh làm cái gì anh vô anh nói chung là ông nội nói chung là có sẵn nhà hai tụi anh đâu đồ đâu ngon ngon gì là cái dưới đây cũng kèm đây chú quan ơi ông nghe cái vụ ngân bình nó lãnh lương giờ nó dặn biết đi mua 5 triệu à. nhưng mà nó láo còn nó bồ ông mà bồ tôi mà nó láo miếng nào bồ ông uống nước gì kêu anh gì anh nội ho cô quá quán xa gì mà đi mà uống nước gì kêu quán xa tụi còn nãy giờ cũng có ai em ơi em ơi cái vừa đây anh có cái mùi gì nó lạ chứ. Rồi hít nào thử lại gì. Sao rồi thấy tình hình sức khỏe rồi thấy ổn rồi nè. Thì thấy anh ho quá. Không, bữa giờ anh ho bữa giờ. Ho bữa giờ mà. Tụt chủ quán gì lâu dữ không? Đem nước ra cho má anh tôi uống với rồi. Mày hai anh kêu với sợ tốn tiền sao vậy? Cái gì? Để tôi kêu nó không nghe mày. Thằng nào uống lấy kè em nó rầu. Má gọi. Bây giờ vậy. Thuốc của Nam mà không xài hết rầu. Đồ nam đeo đi. Thuốc của nam. Thuốc là lạ đi. Nhãn hiệu là lạ. Nhãn hiệu gì cỡ nó. Không nó mà nó không xếp đi xa. Ờ nó đi cỡ nó nha. Mấy thằng Quốc sao dạng này. Nước sao nó giỡn rồi chứ bác đầu bác. Tự nhiên nó kêu tôi ông vô ngó nó uống nước à. Ờ. Kêu nước đi. Nó đeo bệnh quá. Mấy ông không hỏi chăm nó để uống thuốc nó đô vô kia. Bỏ nó nhờ. Nó nhìn mày chứ mày sẽ cầm quê dữ mà. Dạ ông nhìn lại ông đi. Thì đã tao ăn xin cũng quen được chưa? Đưa làm mà chưa? Ý là bây giờ kiếm nước này uống cho ngầu nó cũng không bị vậy. Cái tuổi quá rồi. Ý là tết đây mang bé Sài Gòn về chứ khoi tiền không khoi, khoi tiếp quá. Tiếp gì nữa? Sáu năm. Bụng mày đi đâu không bụng vậy? Nó bị đeo. Đi đâu bụng á? Bị đâu? Chắc cái nước dừa ở đây nó không hợp với bụng nó. Thì nãy nó uống thuốc vậy. Thuốc chứ mày kêu đeo vậy? Đeo bụng, đeo bụng. Kích dục á. Đau bụng. Mày thôi mày. Thấy mày này tao thấy có một sự cái dừa này nó có cái mùi gì mày không? Chua đúng không? Cho ông kêu nước uống. Cái cam đi. Vậy quán gì mà gọi nãy giờ thấy ai đem nước nôn à? Bữa tôi kêu nó cam đem nó kêu ông nậu.
mấy em của anh thì có uống được rồi uống đi. Ai à, chào tụi bây giờ ông biết tôi uống nước dừa mà ông đi về. Quả chưa nhớ nãy giờ chưa kêu nước mà. Mấy em của anh nó kêu đó. Em nào? Chẳng lẽ tôi anh không? Thì tao không uống, không uống thâu. Đồ mất bữa nay nó tốt này, tốt một chút kiểu vậy mà thôi. Tao anh nữa, làm chưa đi xong mà làm gì vậy? Chờ nó đi xong mà. Chắc anh ra bờ rào chứ không thâu là anh tọt ra luôn. Đi 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 ngon quá rồi, hai hai cái hồng này quá ba tao thấy ổn quá rồi, ngon mẹ không phải đâu, nó bị cái gì vậy trong á, má sao đau bụng quá lớn thì vậy chết rồi, mình đi bụng lớn nhau sao ngon là rất là kỹ vậy, cái nước đây cho nó đủ không? Má sao tao thấy hoang mang dữ quá. Chết mèo, tầng này tao hốt miếng. Không, chết mẹ mày đâu. Bình ơi. Bình. Trung ơi. Trung. Còn giờ nó đi đâu? Má nó bên đây nó tốt lúc trước là tao nghi rồi. Nói chung kìa, nói chung kìa. Đây sao tự nhiên nó tốt lúc trước là tao tao bất ngờ luôn á. Làm thì ông mấy anh mới dở luôn. Sao nào? Mấy trai. Mấy trai. Cho mày sao sao bụng của mồm mày. Ừ mày nè. Sáng giờ tối giờ mày uống thuốc gì? Mày đâu có gì nè. Ừ. Sao mày quần áo nói mày cần mơ cần ngon. Mình chuẩn bị đâu nè. Ừ. Không còn nó nói luôn à. Quá hôm qua ăn trúng gì sao mà nó ra cục bị dòi. Cái dùng lúng mẹ luôn. Dừng tất nhiên. Chết giờ cũng nóng hạp à. Nam bị ấy. Tầng dưới đi. Mấy anh ngồi bên cạnh mà quý bình nó qua bên toilet nữa làm đùng đùng đùng. Mấy mất hồn. Má hết muốn uống. Là nó dây thì uống mình nấu nữa. Mẹ nó bắn phẹt phẹt phẹt. Đừng nó cũng em rồi. Đồ dạ em mắc cười quá hiểu không? Vậy sao em muốn mày? Làm toilet gần nhau quá nhưng nó bắn. Thật ra bình vô kìa. Thế ra mày bầm lô đít ra ngoài. Rác nó rác. Trung. Làm gì vậy? Đầy đường phải vậy. Cái đồng mày ngồi bên cạnh tao mày phẹt phẹt mà. Má yếu gì đâu, yếu đầy mùi hết, dính đầy dép hết này. Thầu chị ơi, quán cà phê này cũng kinh doanh. Không có, ngồi bụi mày hả? Quá hà nó uống vậy? Uống đi. Dạo này tốt một chút rồi. Ủa uống chia tiền cho uống rồi cho bao không sao tốt không? Thì chia rộng á mà. Chị quán đây là nó nhập dừa gì à, bán rẻ. Không quen á, không quen. À, nữa đó mày. Chà chung chung giấy mày. Tôi cho cầu. Còn ở đường bị nữa. Gì vậy ông kêu lên. Đấy là cái lúc chờ. Tụi em xin lỗi. Ấy là tụi em rửa sạch rửa đấy sạch sẽ cho có mùi vậy. Sao mấy bữa gì mày mà bữa nay mày tốt một chút mày. Mày đó tụi tao kêu tự kêu mày kêu chi kêu mày. Tụi người tụi anh thích uống nước dừa cho khan quá uống đi. Thì có bị chung nhá. Ủa mày. Ấy làm anh em mình có phước cùng hương nhá. Đầu chuẩn cái đó anh trước kia nhưng mà. Nửa năm. Ủa. Sao tự nhiên tôi thấy nó cái tụi sao bây giờ tao đeo luôn quá. Từ giờ nhìn tụi họ không biết nói gì luôn à. Dài sao dám uống kêu dừa đeo lấy bỏ nó mày. Thông vô kêu tụi tao. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ vậy. Ê. Á đúng á, hình như nó yếu quần sao mới cháy như kìa. Đúng rồi, mồm phải không? Đừng nó cùng quá gớm quá. Giờ sao giờ đây mới lấy bỏ nó mày. À, thiệt á, thiệt quần mình nó yếu quần hả mày ơi. Chết mày quá. Giờ sao quá. Không hay là tôi không vừa trả đỡ cho tụi nó tính tiền trả. Ừ. Vậy tôi không chơi chai, đó ăn còn kìa. Anh vậy tôi thấy nó sai sai như vậy sao quá. Tự nhiên vô kêu nước dừa mà mình đâu uống nước dừa đâu, tự nhiên nó kêu ra. Mà mấy bữa bình thường hay nó đầu nào nó kêu cho mình đi nước nào đâu ta. Quá sao này. Mẹ tự nhiên đầu không yêu quản, tự nhiên nó không uống cà phê mà mà tự nhiên nó que là nó uống mà nó kêu đau bụng là sao. Tôi thấy nó vô lấy không? Đúng là tôi nghi là mấy mẹ nó có vấn đề. Bữa giờ là nó
nó đang nghĩ cái gì đó, nó trôn hai anh em mình. Tôi nghĩ nó đặt mối quan đâu đây, chứ nó không chạy đâu. Ha, bơi bơi. Quá. Đấy chờ, mất biết nó đẹp nghĩ cái này. Tôi nhắm đầu mà tôi nói được là không cho anh em mình mà. Giờ tôi luôn. Má đúng công nhận nước dừa ngon hàng quá. À, ôi dồi đã. Ui em nước dừa. Đồ ăn ngon. Ngon quá. Ôi dồi. Dừa ngon chứ nó. Ngon thật sự luôn mà. Tay chắc không. Dừa dữ quá. Đồ sao quá uống vậy? Ngon. Dừa ngon mà giỡn không? Ý. Cái gì vậy? Đục nó đau bụng nữa. Chết rồi nó bị. Nam mày đau bụng với Nam. Tao bốn. Hé, mày đau bụng với Nam. Đúng rồi. Đồ, ba anh em đau bụng hết vậy Nam. Chết mẹ. Ủa nãy giờ này hai ông uống ấy. Uống rượu, uống gần hết rồi đi. Chết. Cái gì vậy? Dữ quá. Cũng ngán rồi trời. Cái này chắc lùn nó uống cái dừa nó có bị gì đây sao nó uống hết đi dừa. Mà sao tôi thấy nó trong trong. Chắc giờ nó dừa vậy. Hóa mà chắc giờ tụi anh nào nãy tụi anh ăn gì. Uống dừa không mày. Khác mày khác chưa. Mấy hai anh em đi ăn gì không. Trong dừa sao có mình thấy cái vị lạ lạ đó. Mà để em uống nè. Đụng quá chó rồi sao nó rong rong bụi mệt chó rồi. Nghĩa thiệt hành thử nào. Quả thử hành thử. Chó. Vậy làm nãy giờ ba mày yếu thiệt hả. Chó thì người y giả. Mày yếu thiệt hả. Vô cái nhà của Trinh ở đó vô có người quen mày. Nhà Trinh nó đóng cửa rầu. Tụt quá rồi chết rồi. Sao anh quá chứ. Chết rồi. Sao thiệt hả. Mày yếu thiệt có gì vậy. Nãy mày yếu thiệt y giỡn. Giỡn lắm. Mà ăn được. Tụng mấy ông ngồng ý hết thiệt luôn đâu. Ngơ dữ vậy. Má bị gì đâu. Ê, lấy đồ nước vừa có gì chảy. Ai dám uống mày. Hàng tụi quán nó cho mình luôn. Chứ sao tuyện không mình giả đó mình đau bụng mà tự nhiên giờ có bụng theo đây sao. Nãy giờ tao đâu đeo bụng đâu. Má ông phun đầy cái nước dừa chú uống nữa chứ. Vô đây nói nè. Đồ má nó chết rồi. Vậy má bụng dạ kêu đây thôi vô làm sao mà tết này nhậu nhẹt mà tiếp luôn thấy rồi. Chết tôi rồi. Cho sao vậy. Chết rồi. Nếu biết chưa có hôm nay thì ngày hôm qua chớ dối dàng. Lòng anh luôn cứ tha quá. Cái vụ gì nữa vậy? Ngộ độc rồi nè. Ủa đưa ông bá vô vậy? Không có gì đâu. Nãy giờ đâu có gì đâu. Giờ sao? Vô đây quá. Vô đây. Chứ làm gì ông lộn chia cái mông ra vậy không? Vô quá. Nước chưa có gì này. Không có. Nãy giờ tụi em giỡn. Giỡn ngay. Ừ. Trời giấy này. Bây giờ tính giỡn. Giỡn ngay. Mày gì nữa. Mày sao anh đau bụng gì đấy. Đau bụng nước mó. Cái đau bụng đủ tức tay cái đau tụi bay. Giờ tụi bay vấn tao vậy sao. Chết đục mày dây thâu. Tụi đèn mấy bay chưa mà anh thắt. Trời. Má tụi bay vấn ấy. Tao ấy, nãy giờ tao thấy cái bê quy rồi vậy mày. Mày bị đẹp. Bàn bay được lắm. Mày được lắm đó, mày theo đó. Được khá lắm. Mình nói với mày hết á. Trời chơi chứ mày. Ở lại tính tiền luôn. Chết rồi. Má nói vậy lâu lâu chơi mà dày mày. Chưa đủ trình. Ê. Bữa nay rồi đều có sẵn hết rồi nghe. Đừng cho nữa. Ngoài khá lắm. Hãy đợi đấy ăn cô đạp. Hầu giờ mình đợi mới quay đi vì tao nó trả chứ chịu quá. Học đi. Học bye bye nha. Đường bệnh gì làm? Không, không biết không. Giờ nói chung là tiền nước đồ tự tính đi. Bye bye. Tự nhiên tiền nước đồ tính. Nói chứ tao cho anh. Bye bye. Gì lan xẹt vậy rồi. Này em nói giống chục kỳ xíu là anh giống hổ quá mày biểu. Cái này là trống quá. Mày giấu xe thì không quay thấy tụi mình. Cây nhỏ quá nó không chia được. Thôi, mày tính tiền rồi tao không biết tao. Vậy còn thằng Nam. Trời dễ không. Má bỏ đi hết đồng.